Xin chào quý vị, Lý Hương chủ kênh Lý Hương TV xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là tốt đẹp. Hôm nay trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ có đăng một tin mà Lý Hương nghĩ rằng được rất là nhiều người Mỹ gốc Việt rất là quan tâm. Trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ thì có đăng cái thông tin như thế này. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osit tiết lộ là ông đã từng từ chức đại sứ một phần là vì bất đồng với Washington trong việc trục xuất hàng nghìn người nhập cư Việt Nam về nước. Và theo thông tin trên thì vị cựu đại sứ đưa ra trong một buổi phỏng vấn gần đây với phóng viên hãng tin Reuters tại Việt Nam. Và ông cho biết rằng một số lượng nhỏ người nhập cư Việt Nam đã được gửi về nước. Ông cho biết thêm, áp lực từ Washington về việc trục xuất người nhập cư Việt Nam về nước bắt đầu từ tháng 4 năm 2017. Lúc đấy thì ông còn đang đương nhiệm và là một phần nguyên nhân khiến ông từ chức đại sứ hồi tháng 10. Và theo ông Ted Osit, khi mà đang đảm nhiệm chức phó chủ tịch Đại học Paul Drive Việt Nam và đang sinh sống tại Sài Gòn cùng với gia đình. Người phát ngôn ở cơ quan nhập cư và hải quan Hoa Kỳ ICE, ông Brandon Reddy thì cho biết tính đến tháng 12 năm ngoái, tức là năm 2017, thì có khoảng 8.600 người Việt Nam sống ở Mỹ thuộc diện có thể bị trục xuất và trong đó có khoảng 7.821 người từng bị kết án hình sự. Và theo cựu đại sứ Ted Osit thì phần lớn những người đối diện nguy cơ trục xuất đến Mỹ trước năm 1995, cột mốc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước từ sau chiến tranh. Và năm 2008 thì Việt Nam và Mỹ đã ký một thỏa thuận song phương, trong đó ghi rõ công dân Việt Nam không phải bị trả về nước nếu họ đến Mỹ từ trước ngày 17 à, xin lỗi, từ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Và theo ông Ted Osit thì chính quyền tổng thống Donald Trump đã dọa là sẽ biện pháp kiểm soát các đặc quyền của nhân viên ngoại giao Việt Nam tại Mỹ và các biện pháp thương mại khác nếu Việt Nam không đồng ý nhận lại người nhập cư. Và hiện Nhà Trắng thì vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Và người phát ngôn cơ quan phụ trách các vấn đề Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền hai nước vẫn đang tiếp tục thảo luận và trong từ tiếp tục thảo luận này được tác giả của tờ báo Tuổi Trẻ đưa vào ngoặc kép. Hai nước vẫn đang tiếp tục thảo luận về vấn đề người Việt Nam nhập cư vào Mỹ. Một quan chức cấp cao Việt Nam cũng đã xác nhận điều này với tờ báo Reuters. Và theo ông Ozzy thì cho biết ông đã cảnh báo chính quyền của Tổng thống Donald Trump rằng nếu quyết định trục xuất người nhập cư Việt Nam về nước, có thể đe dọa đến mối quan hệ tốt đẹp mà hai nước đã đang vất vả xây dựng. Và theo tờ Reuters, thì ông Ted Osit lo lắng chính quyền Washington quyết tâm tiến hành việc trục xuất, dù điều đó có thể gây phương hại cho mối quan hệ an ninh và thương mại với Việt Nam. Và cụm từ này cũng để trong một kép. Và Hương xin đọc lại lời theo như là tờ Reuters thì ông Osset này lo lắng chính quyền Washington quyết tâm tiến hành việc trục xuất và chỗ này ghi trong ngoặc kép dù là điều đó có thể gây phương hại mối quan hệ an ninh và thương mại với Việt Nam. Và theo số liệu thống kê của ICE là cơ quan nhập cư và hải quan Hoa Kỳ thì có khoảng 71 người nhập cư Việt Nam
đã bị trả về nước trong năm 2017 vừa qua, so với con số là 35 người trong năm 2016 và 32 người trong năm 2015. Và đây là bài viết của nhà báo Tuấn Sơn đăng trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ Việt Nam ngày 12 tháng 4 năm 2018, rất là mới và rất là sốt. Và cuối trang báo này thì tờ báo có dẫn xuất lại một bài đọc về ông Ted Osit ở Việt Nam sau khi thôi nhiệm kỳ đại sứ. Và Lý Hương cũng muốn truy nguồn lại bài báo này để đọc cho quý vị và các bạn cùng nghe thêm về người đại sứ Mỹ Ted Osit này. Bài báo có nhan đề là ông Ted Osit ở lại Việt Nam sau khi thôi làm đại sứ. Đại sứ Mỹ Ted Osit cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông sẽ ở lại Việt Nam và sẽ làm việc trong lĩnh vực giáo dục, hy vọng tiếp tục đóng góp cho quan hệ của hai nước. Bài báo đưa tin rằng, sáng ngày 17 tháng 10 năm 2017, Đại sứ Mỹ, Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osit đã đến chào biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác. Nhiệm kỳ công tác của ông là từ năm 2014 đến năm 2017. Và theo cổng thông tin chính phủ, tại cuộc gặp, Thủ tướng nhìn nhận đại sứ đã có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, nổi bật là tổ chức nhiều chuyến thăm các lãnh đạo cấp cao hai bên, nhiều nhất trong nhiệm kỳ một đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ trước đến nay đã làm. Trong đó, có chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2015, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama vào tháng 7 năm 2016, chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 năm 2017, và chuyến thăm Việt Nam tháng 11 của Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thương mại song phương đã tăng từ 36 tỷ USD từ năm 2014 lúc đại sứ nhậm chức lên hơn 50 tỷ USD hiện nay. Tổng số vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam lên đến hơn 10 tỷ USD. Và Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới với đà phát triển quan hệ rất tốt đẹp, những con số này sẽ tiếp tục tăng hơn nữa. Thủ tướng đánh giá tích cực việc đại sứ đã góp phần nâng tầm quan hệ song phương, tạo nền tảng tiếp tục đưa ra quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, lên mức cao hơn trong thời gian tới trên cơ sở tôn trọng chính thể chính trị của nhau. Và với cơ sở hiện có, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Đây là dòng trích dẫn lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. Về phần mình, thì đại sứ Ted Osius bày tỏ vinh dự khi tháp tùng Thủ tướng tới New York và Washington DC trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 5 vừa qua. Đại sứ cho rằng đây là chuyến thăm thành công, tiếp thêm động lực cho sự phát triển quan hệ của hai nước. Và đại sứ hy vọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Donald Trump, bài viết này đăng khi mà Tổng thống Donald Trump chưa có dịp đến Việt Nam. Tờ báo này đăng vào ngày 17 tháng 10 năm 2017, còn Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2017 ha. Chúng tôi rất phấn khởi và rất mong rằng Tổng thống Donald Trump không chỉ tới Đà Nẵng mà còn tới Hà Nội và có những cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo của Việt Nam, theo như lời của ông đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius. Và theo ông Osius, ông đánh giá cao việc thời gian các bộ ngành địa phương của Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc tổ chức ra hội nghị ASEAN, một dịp để Việt Nam thể hiện với thế giới về sự phát triển năng động của mình. Đây là bài viết
cũng khá lâu lâu rồi, do nhà báo có bút hiệu là Quy Trung, viết vào ngày 17 tháng 10 năm 2017. Và đấy là hai trích dẫn của hai bài báo sau khi Lý Hương đọc trên báo Tuổi Trẻ hôm nay có đăng một cái bài về ông cụ đại sứ Seth Osset này. Và đấy là những thông tin Lý Hương đọc được trong một dịp mà lướt web, và Lý Hương nghĩ rằng đây cũng là một trong những đề tài nóng, những sự kiện, những thông tin, những chính sách, những điều gì đó rất là nóng và liên quan đến việc định cư của những người Việt Nam trước năm 1995. Cũng là nếu như quý vị có những thông tin về sự việc này thì có thể là để lại feedback trên kênh để mọi người được biết và theo dõi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video này của Lý Hương. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Good day quý vị. Bye bye.